Bây giờ thì sẽ là một câu hỏi của một anh. À, cảm ơn anh cũng như là rất nhiều các anh cũng đã quan tâm tới cái cuộc sống của gia đình và cũng có những quan tâm tới những câu chuyện mà mình cũng lo lắng. Anh Tuấn Anh 28 tuổi Gia Lâm có chia sẻ như thế này ạ. Em là lái xe đường dài, à, chỉ trong cái thời gian giãn cách xã hội vì được ở nhà thì vợ chồng mới có cơ hội gần gũi nhau nhiều hơn. Em mong muốn có thêm em bé nhưng vợ em thường xuyên né tránh và bảo là mình bị nấm vùng kín, đang dùng thuốc, nếu không dùng thuốc thì tái phát mà sử dụng thuốc thì không nên có bầu. Các bác sĩ cho em hỏi là vợ em bị nấm thì em có bị lây không? Bệnh này khó chữa thật sự hay vợ em không muốn có em bé? Nếu chữa khỏi, liệu năm sau bọn em có kịp đón em bé không? Vì tuổi dần năm sau hợp với cả hai bên nội ngoại nên ai cũng muốn có thêm thành viên mới. Cảm ơn bác sĩ. Rồi, xin cảm ơn bạn Tuấn Anh. Bởi vì phải nói rằng cái nấm âm đạo về mặt sinh lý thì nấm âm đạo không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nên là cái việc điều trị nấm chắc chắn là sẽ khỏi nhưng mà phải gặp bác sĩ chuyên khoa và những người có kinh nghiệm và bạn yên tâm rằng bệnh nấm là sẽ điều trị khỏi triệt để thế còn mong muốn của bạn là sinh vào năm tới thì tôi nghĩ rằng sau khi mà chúng ta điều trị khỏi đối với vợ thì hoàn toàn chúng ta có thể có thai được bình thường dạ à. vâng à, có lẽ thực tế là cũng rất nhiều chị em ấy ý um thường trẻ em phụ nữ rất hay ngại ngùng những cái chuyện đi khám rồi hoặc là điều trị dứt điểm và có một cái nữa mà chúng tôi thấy thực tế đấy là chị em hay mách nhau hoặc là hay hỏi nhau ạ ví dụ thế vợ ơi ừ, em cũng bị như thế em dùng cái thuốc này thế là không đi khám đâu mà lấy ngay cái đơn thuốc của người khác đi khám bác sĩ ạ như vậy là cũng rất là nguy hiểm đúng không ạ và bởi nếu vì... như chị đã bắt đấy là cái cái hay gặp trong dạ, xã hội dạ vâng bởi vì uh, hai người có triệu chứng giống nhau dạ nhưng thực sự phương pháp điều trị khác nhau dạ vâng. bởi vì mỗi người có một cơ địa khác nhau ừ. mỗi người tuổi tác khác nhau dạ. và trong hoàn cảnh sức khỏe khác nhau nên là chúng tôi sẽ có phương pháp điều trị khác nhau dạ vâng. chứ còn nếu mà nói như các bạn mà dùng như thế thì không khác gì chúng ta chỉ cần kê một cái đơn dạ vâng. và online dạ. nấm điều trị như này <laughs> thì lúc đó cũng không cần phải bác sĩ sản phụ khoa dạ vâng, nữa và đấy. lúc đó là robot sẽ, sẽ kê đơn dạ vâng. nên là tôi cũng khuyên các chị em rằng là có thể bạn mình người thân của mình bị có cái triệu chứng giống mình nhưng không thể dùng đơn khác giống dạ. nhau được và các chị lên khám để các bác sĩ khám tư vấn và sẽ có những cái đơn thuốc nó phù hợp dạ. với từng cá thể dạ vâng đó mọi người phải hết sức để ý chuyện này chúng ta không chủ quan được đâu ạ <laughs>